Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Tiếp tục video là trả lời cũng như giải đáp các thắc mắc của anh em nêu ra hôm nay. Thì đến với câu hỏi đầu tiên của một anh, cho em hỏi, em có tấm pin năng lượng mặt trời 445W, điện áp 37V, em đấu vào sạc BKM Sure 30A và nối với ắc quy 12V 5A được không anh? Mục đích em dùng con ắc quy tạm để lấy nguồn điện chính từ mặt trời cho tải chứ không cần thiết sạc cho ắc quy ạ. Cảm ơn anh đã trả lời. Dạ, với nhu cầu sử dụng điện trực tiếp từ cái tấm pin năng lượng mặt trời thì anh có cái bình ắc quy nhỏ vậy để nó cân đối cái dòng điện ổn định cho cái con kích nó hoạt động, thì cái phương án của anh tính nó thì rất ok rồi anh ạ. Đó, nó đỡ tốn tiền đi cái hệ lưu trữ ha. Đó, nhưng mà anh hãy lưu ý ở cái chỗ này, đối với những cái tấm pin có công suất lớn á, cái điện áp cao, đặc biệt nhất là cái dòng sạc BBKM thì tùy theo con nó sẽ nhận những cái áp cao sạc pin hệ 12 đó nha. Đó, có những con nó không nhận nha. Đó, nếu mà sạc những cái dòng sạc chẳng hạn như dòng sạc BKM loại này á, thì nếu mà nó nhận pin sạc hệ 12 á, sạc pin hệ 12 á, thì cái điện áp tấm pin là tầm khoảng 18 đến 22V đó ha. Đó, còn đối với những cái tấm pin như là 445W, cái điện áp nó cao á, nó cao trên dưới 40V, nó chỉ nhận diện để sạc pin hệ 24 mà thôi. Nhằm con sạc á, khi mà kết nối cái pin rồi và mình kết nối cái điều khiển sạc thì nó không thể nào sạc được. Đó, tùy theo cái con sạc nha. Đó, thì anh lưu ý ở chỗ này, nếu mà bây giờ anh kết nối thử cái được hay không, nếu mà nó nhận diện nó có sạc hay không, nếu mà nó không sạc thì bắt buộc thứ nhất thì anh phải dùng cái con sạc MPT. Thứ hai thì anh cũng có thể là dùng cái mạch hạ áp, cái tấm pin hạ áp trước trước khi đến cái con sạc. Đó, hạ áp cái tấm pin rồi mới kết nối con sạc. Hạ áp cái tấm pin xuống tầm tầm khoảng 18 đến 20V rồi thì kết nối với con sạc. Cũng tùy theo con sạc nha. Có con thì nó nhận cái điện áp cái chừng trên 30V để sạc pin hệ 12, còn có con nó không nhận. Đó. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh cái phương án anh tính là dùng cái pin 5A để cân bằng cái dòng điện ổn định để anh sử dụng điện trực tiếp và từ cái tấm pin được nha anh. Đó, nhưng mà tôi mới vừa nói là anh lưu ý cái con sạc BKM ở đây, tại vì nó điều khiển cái tấm pin áp cao như thế này sạc pin hệ 12V thì cũng tùy theo con sạc BKM nha. Có con nó nhận cái áp cao nó sạc, có con nó không nhận nha. Đó, có con nó không nhận cái áp trên 30V để sạc pin hệ 12V. Đó. Nếu mà cái tấm pin này á với cái con sạc BKM này á nó rất là phù hợp sạc pin hệ 24, còn không biết cái hệ 12 nó có nhận hay không. Đó thì anh hãy thử trước thêm nha. Anh hãy thử trước đi. Anh thử kết nối cái con sạc với cái bình ắc quy trước rồi anh kết nối với tấm pin sau. Nếu mà nó lỗi nó không sạc thì thôi, bắt buộc phải đổi sạc MPT rồi. Còn hãy nếu không đổi sạc á, thì anh mua cái mạch hạ áp rồi. Đó, mạch hạ áp hạ cái tấm pin xuống rồi, hạ cái tấm áp tấm pin xuống có chừng tầm 18V rồi kết nối với con sạc. Nhưng mà lưu ý, nếu mà anh mua những cái mạch hạ áp thì anh lưu ý mua cái mạch hạ áp nó điều khiển được tầm khoảng trên 30A nha. Tổng tổng cái công suất nó khoảng 500W nha. Họ mua cái mạch hạ áp nữa cũng hơi 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 đắt tiền đó anh. Nó nếu mà cái nếu mà anh thử cái sạc này nó sạc được thì thôi chuyển qua luôn sạc MPT của Mạnh Quân đi. Đó, sạc MPT Mạnh Quân 40A chắc tầm tầm khoảng trên dưới 1 triệu cho nó chắc ăn luôn. Đó. Chứ nhiều khi mà anh kết nối con sạc cái tấm pin này nó sạc pin hệ 12V không được rồi anh chế cháo tùm lum á, nó mang lại cái phiền tối thôi, nó tốn tiền mai mốt nó đẻ ra tùm lum nữa. Nó ban đầu sử dụng được, mai mốt nó trục trặc cái này trục trặc cái kia, mình chế càng nhiều thì nó càng rắc rối. Đó, trước mắt thì thấy nó ổn nhưng vài bữa nó trục trặc tùm lum hết trơn á. Thôi tốt nhất là theo tôi thấy anh hướng hướng đến cái con sạc MPT của Mạnh Quân trên dưới 1 triệu thôi là nó ok nhất nha anh. Đó thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh tham khảo nhé, xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh cho hỏi mình có ắc quy 12V 65A muốn dùng mặt trời thì dùng tấm pin bao nhiêu watt ạ? Anh em ai chỉ giúp mình xin cảm ơn. Rồi như thế này nè, anh có ắc quy 65AH thì cái mục đích anh sử dụng như thế nào? Thì bây giờ tôi xin nêu lên vài cái thông tin để anh tham khảo để anh đầu tư cái tấm pin cho nó phù hợp ha. Nếu mà cái ắc quy 65AH á mà anh chỉ chủ yếu sử dụng ban đêm á, anh muốn mua cái tấm pin mà để sạc cái ắc quy 65A này để phục vụ vào ban đêm này, để thắp sáng hay làm gì đó ban đêm thôi không á, thì mua cái tấm pin 100W ha, cái tấm pin 100W điện áp 18V, điện áp 18V cái điều khiển sạc 30A ha, BKM là được rồi. Đó. Còn nếu mà anh có sử dụng điện ban ngày, tức như là vừa vừa sạc vừa xả, tức như là ban ngày như vậy nè, anh vừa sạc bình ha, mà anh có sử dụng điện từ bình chẳng hạn như là chạy cái quạt DC hay hoặc là dùng những cái kích kích lên điện 220V để xem những cái TV hay là sạc điện thoại hay là cái này cái kia, thì anh mua những cái tấm pin nó cao hơn khoảng 200W.
đó ha. Đó thì cái này cũng tùy theo, và tùy theo cái sử dụng điện ban ngày nhiều hay là ít nữa. Nếu mà sử dụng điện ban ngày mà anh sử dụng nhiều thì cần cân nhắc lên cái tầm dài 300 watt pin, 300 watt pin hoặc 400 watt pin, cũng tùy theo cái lượng điện mà mình sử dụng ha. Còn nếu mà anh chủ yếu là để mua cái tấm pin để sạc cá quy này á, thì cái tấm pin 100W, tấm pin 100W phù hợp cả. Nếu mà có vừa sạc vừa xả ban ngày mà vẫn sạc no cái pin để sử dụng ban đêm thì cái tấm pin 200W đó cũng tùy theo ha, hoặc là 300W pin đó, hoặc 400W pin, thì cũng tùy theo cái lượng điện mình sử dụng nhiều ít vào ban ngày ha, mà để đầu tư đó. Thì tôi xin chia sẻ với anh để cho anh tham khảo qua là nếu mà sạc pin thì cái tấm pin 100W phù hợp, còn nếu mà có sử dụng vừa sạc vừa xả tấm pin 200W này nha anh đó. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh, thì anh mua cái tấm pin 200W áp thấp nha, áp thấp, áp 18V đó, nó mua con sạc BKM30A là ok nha. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh. Chào anh, anh cho tôi hỏi, hiện đang bằng cũ lắp pin loại 40V, 440W, nay tôi muốn lắp thêm 3 tấm nữa, nhưng pin mới có dung lượng 390W, tôi lắp nối tiếp vào chung có được không? Mong anh tư vấn, xin cảm ơn anh nhiều. Dạ được anh ạ, theo cá nhân tôi nghĩ nha, theo cá nhân tôi nghĩ thì được lắp nối tiếp được. Nếu mà nói trên cái lý thuyết thì là không, tại vì cái tấm pin 390W và 440W nó cùng chung cái điện áp, thì nó có cái sự chênh lệch cái dòng ở đây. Là tất nhiên cái tấm pin 390W cái dòng nó nhỏ hơn cái tấm pin lớn. Nếu mà mình đấu nối á, đấu nối tiếp vô những cái tấm pin 440W á, thì nó tụt cái công suất tấm pin 440W xuống bằng 390W mà thôi. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm cá nhân riêng của tôi á, ở đây á, thì tôi thấy được là được ở chỗ này đó ha, là cái tấm pin 440W á, anh đã qua thời gian sử dụng lâu dài rồi thì nó đã giảm đi cái hiệu suất một tí rồi, nó giảm xuống. Ví dụ như cái tấm pin 440W á, lúc mà cái ngày đầu tiên á, mới ban đầu á, thì nó thu về ví dụ như được 440W trên giờ đó, kiểu vậy ha. Nhưng mà qua thời gian sử dụng vài năm thì nó bị suy giảm rồi, nó bị giảm đi cái hiệu suất đó. Đó bây giờ nó tụt cái hiệu suất xuống, nó tầm tầm bằng khoảng chừng cái tấm pin 390W đó. Thì anh có cái ý định là mua những cái tấm pin 390W về để đấu nối tiếp với cái tấm pin 440W thì nó rất là phù hợp đó anh ạ. Đó thì chia sẻ cái này theo kinh nghiệm nha, chứ nhầm khi nói trên cái lý thuyết thì nó không đúng ha. Nếu mà dựa trên cái lý thuyết nói thì những anh em thầy vô là chửi tôi liền, nói những cái tấm pin này đấu nối tiếp thì nó lôi cái công suất tấm 440W xuống bằng 390W mà thôi. Nhưng mà tôi nói thực tế là vậy ha, thực tế cái tấm pin lớn, cái tấm pin có công suất lớn anh đã qua thời gian sử dụng rồi, nó bị suy giảm dung lượng lưu trữ, nó suy giảm rồi, cái tế bào năng lượng nó bị nó cũng bị giảm đi rồi đó. Nên bây giờ anh mua những cái tấm 390W này về đấu nối tiếp với những tấm cũ 440W là rất phù hợp đó anh ạ. Phù hợp. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh để anh yên tâm mà mua những cái tấm pin 390W này về đấu nối tiếp vô với những cái tấm pin 440W anh đang có nhé. Rồi xin cảm ơn anh. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh. Bác cho em hỏi, em có tấm pin mono 21V 50W cộng sạc BKM30A sạc xanh, dùng bình hoặc pin lithium 15-30A có ngon không? Nhu cầu thắp sáng và kích 500W, tải nhẹ tầm 200-300W ngày, tối tải khoảng 100W được không ạ? Cảm ơn bác, chúc bác sức khỏe. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều. Không đủ anh ạ, tại vì ở đây tôi thấy cái tải của anh nè, bây giờ anh ban ngày anh đã có tải từ 200-300W ha, bây giờ tôi lấy số 300W nha, 300W cộng với 100W ban đêm là 400W đó. Vậy là tổng cái lượng điện anh sử dụng là khoảng 400W cộng cái con kích 500W nó cũng ăn là tiếng đồng hồ là gần chục watt nữa, vậy là trên 400W rồi. Bây giờ cái tấm pin 50W trong một ngày nắng thật đẹp á, chỉ thu về khoảng chừng 250W điện đổ lại. Đó thì cái tấm pin á, cái tấm pin mà tạo ra cái điện nó có 250W đổ lại, mà anh sử dụng gần, anh sử dụng trên 400W điện, gần 500W điện rồi thì nó thiếu rồi. Đó bây giờ phải có hai tấm pin, vậy là bây giờ anh mua thêm anh mua thêm cái tấm pin 50W nữa mà cũng chắc không đủ đâu. Phải mua thêm cái tấm pin 100W nữa, tại vì nếu mà mua thêm cái tấm pin 50W nữa thì nó một ngày nắng đẹp á thì nó mới sản sinh ra đủ cái lượng điện, còn nếu mà nắng mưa xen kẽ thì nó không đủ. Nên cái nhu cầu mà sử dụng điện năng lượng mặt trời á, nếu mà mình đầu tư pin á, đầu tư nó phải dư ra gấp đôi đó. Ví dụ như là bây giờ tôi đưa ra 100W pin là nó đã đủ cái lượng điện anh sử dụng phải không, nhưng mà anh đầu tư phải 200W pin. Ví dụ như 100W pin là đủ, nhưng mà đầu tư phải 200W pin để nó bù trừ vào những ngày nắng yếu hoặc là nắng mưa xen kẽ, thì nó cũng tạo ra một cái lượng điện tầm tầm khoảng 500W điện đổ lại, mình mới có mình điện mình sử dụng hàng ngày nó mới đủ ha.
Đó, như vậy riêng cái tấm pin tôi thấy thiếu nha. Bây giờ nếu mà anh muốn sử dụng đủ cái công sức anh nêu ra tầm tầm khoảng 150 watt pin, anh mua thêm cái tấm 100W nữa đi, cái tấm 100W nữa đó, cùng điện áp về em đấu song song rồi. Anh đang có con sạc 30A mà. Rồi tính đến cái bình 15 đến 30A, 15 đến 33 sử dụng ban đêm có 100W thì được được ha. Cái bình hoặc là cái pin lithium từ 15 đến 30A thì nó cũng lưu trữ cái lượng điện đủ ban đêm anh sử dụng khoảng 100W đó thì được đủ đủ ha. Đó còn cái bình á hoặc là cái pin á từ 15 đến 30 AH á thì nó đủ. Còn riêng cái tấm pin năng lượng mặt trời 50W thì nó không đủ nha, tại vì ban ngày anh có sử dụng từ 2 đến 300W rồi, buổi tối anh sử dụng thêm 100W nữa. Đó, buổi tối 100W thì đối với cái khối pin lithium ví dụ như 100 15A, 15A, 15AH thì nó đủ rồi. Nó trữ điện đủ rồi, nó trữ điện khoảng gần 200W điện thì anh sử dụng con 100W đủ rồi. Còn riêng cái tấm pin năng lượng mặt trời thì anh đầu tư thêm cái tấm 100W nữa mới đủ nha. Rồi thì qua về thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé. Xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh cho em hỏi hai chiếc kit một chắc ngàn ngàn watt đúng không anh? Ngàn watt cùng chạy đấu 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 hai dòng điện ra cùng đường cùng âm có chạy được không, và hai chiếc kit đấu 12V nối tiếp thành 24V có chạy được không? Kit là hình như đấu đấu nối tiếp là cái không được đó nè. Nó đấu nối tiếp cái không được ha. Rồi còn cái vấn đề ở đây thì thật ra cái thông tin comment anh tôi chưa có rõ lắm đó, thì anh nói là hai chiếc kích đấu một cùng đường cùng âm là như thế này. Tôi chưa có hiểu cái thông tin comment của anh, nhưng mà theo tôi nghĩ tôi đoán đoán có thể là ý anh dùng hai cái con kích 1.000W anh đấu chung một cái ắc quy đúng không, một cái bình ắc quy, một cái bình ắc quy anh sử dụng hai cái con kích thì được ha. Cái con kích 12V thì anh sử dụng một cái ắc quy đó, anh đấu vào hai cái con kích đó thì anh sử dụng được ha. Đó chứ còn cái con kích mà nối tiếp thì không được rồi ha. Đó ha, hoặc là khi mà mình đã đấu nối kích rồi mà mình đã xây điện lên 220 rồi mà mình gộp chung lại, mình nhà tải chung một đường hai con kích thì cũng không được luôn nha. Hai cái con kích đấu cấp để mình lấy nguồn cho hai con kích đó chung một cái ắc quy thì được đó. Sau khi xây điện lên 220V này đấu chung cái con kích hai nguồn điện 220 là không được, và cái con kích nối tiếp thì cũng không được. Đó là như vậy nha. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh là vậy, chứ cái thông tin comment anh tôi chưa có rõ, chưa có thông suốt nha. Thì nếu có thiếu sót gì thì anh hãy để lại comment cho rõ ràng hơn đó, thì tôi sẽ chia sẻ tiếp ha. Hoặc là có những anh em hiểu biết thì anh em cũng có thể là trả lời trực tiếp trên cái thông tin comment của anh đó. Rồi xin cảm ơn anh. Tiếp theo câu hỏi đến từ một anh, em có một tấm pin 30V 270W và một tấm pin 40V 370W, em nên nối song song hay nối tiếp ạ? Cảm ơn anh. Nếu mà nói về cái nguyên tắc đấu nối á, để cho nó đạt hiệu suất tốt quá, là nếu mà mình nối song song á, thì phải cùng cái điện áp, còn mình đấu nối tiếp á, thì phải cùng cái dòng. Như hai cái tấm pin này á, tấm 30V và 40V. Nếu mà anh xem kỹ lại hai cái tấm pin này, anh xem lại nha. Bây giờ như thế này nha. Đó, tại vì tôi không có cái thời gian để trích lục những cái thông tin mấy tấm pin này, thì thông cảm. Thường thường tôi ở không tôi hay trích lục và tôi trả lời thẳng luôn ha. Đó, trả lời thẳng luôn cho anh em nấu nói. Còn mà tôi lúc này tôi mấy hôm nay tôi bận dữ lắm anh em, mà tôi bận đó, bận lo những cái công việc hệ thống điện 48V chuẩn bị lên đó, nên tôi không có tìm hiểu qua đó. Thì bây giờ anh hãy tôi chỉ cho anh kiểm tra lại và đấu nối nha. Thì bây giờ anh hãy xem hai cái A là tiết cái dòng cái A nha. Đó, cái A thì anh xem là nó có trùng với nhau không. Nếu mà nó trùng với nhau thì anh đấu nối tiếp nha, cái A đó. Đó, cái dòng đó nha. Nếu mà nó trùng trùng, ví dụ như cái tấm 270W, tôi ví dụ như cái tấm 270W nó cái dòng nó là bằng ví dụ như 8A. Còn cái tấm mà 370W á thì ví dụ như cái dòng nó 8A3, 8A4 ha, thì mình đấu nối tiếp được nha. Đó, còn nếu mà cái A nó lệch quá xa, ví dụ tấm mà 8A, tấm 10A thì con nó lệch quá xa mình đấu nối tiếp với vậy thì nó không đạt sức lắm, thì mình nên đấu song song ha, đấu song song. Đó, đấu song song được đó, tại vì pin năng lượng mặt trời đối với cái điện áp là trên lệch tấm 30 tấm 40 mình đấu song song được. Anh sạc pin hệ 12 không, sạc hệ 12 là hệ 24 gì vậy, thì đấu song song cũng vẫn được, nó sẽ đạt hiệu suất tốt.
Tại vì khi mà mình đấu song song á, nên nó không có xông ngược cái điện áp tấm pin lớn qua cái tấm pin nhỏ. Tại vì đồng thời á, khi mà mình sạc pin á, thì cái pin nó đối điện, nó hút điện làm cái áp những cái tấm pin này nó tuột xuống ha, nó tuột xuống hết tất cả. Đó, khi nào cái pin nó hẳn rồi á, cái con sạc nó ngắt rồi á, thì nó mới hồi lại cái áp pin là mỗi một tấm 30, tấm 40V. Đó, nhưng mà mình đấu song song lại á, thì nó không ảnh hưởng cái tấm áp thấp, cái tấm áp mà 30V á, thì nó không ảnh hưởng. Tại vì á, mình không có sợ là cái tấm 40V nó sẽ chạy cái điện áp qua cái tấm 30V. Tại vì cái tấm mỗi một tấm pin nó có những cái con diode chặn hết rồi, nó vô không được, nó chỉ có con đầu ra không à, từ cái điện của tấm pin nó đi ra không à, chứ còn điện hoài xông vô không được. Đó, nên cái này á, anh yên tâm ha, nếu mà nó không có trùng cái dòng á, cái dòng nó chênh lệch á, thì thôi đấu song song. Đó, như tôi mới vừa trình bày á, thì tôi phải trình bày để cho anh yên tâm mà anh đấu song song á. Đó, nếu mà anh sạc hệ 12, 24 thì thôi đấu song song cũng được. Nếu mà cảm thấy cái dòng á, cái A nó lệch quá xa, thì thôi đấu song song. À, nó không ảnh hưởng nha, nó không có ảnh hưởng mà cái tấm áp cao nó sẽ chạy qua cái tấm áp thấp nha. Khi mà nó chạy qua nó đến cái con diode thì nó chặn lại rồi, nó không có lên cái xe pin được. Đó. Nhưng mà lúc cái pin nó no ra, cái con sạc nó ngắt à, chứ còn nếu mà pin nó đói thì nó hút cái công sức cái tấm pin, mấy tấm pin này áp nó tuột hết luôn. Đó, nó tuột bằng nhau hết luôn, chứ không có tấm nào cao, tấm nào thấp hết á. Đó, khi nào pin đã đầy hết rồi á, con sạc nó ngưng hẳn rồi á, thì nó mới trở lại cái áp của pin thôi. Đó, mà trở lại cái áp pin rồi thì không có tấm nào chạy qua tấm nào được á, tấm nào cũng có con diode nó chặn lại hết rồi, nó không có lên xe pin được, nên anh yên tâm nhé. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh nhé, xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh, mình đấu quà lưới bằng kit và tấm pin năng lượng mặt trời như thế nào, đấu qua áp tô mát tổng của nhà ạ, mong bác ra clip hướng dẫn tận tình hơn ạ, em cảm ơn bác nhiều ạ. Dạ, nói đến cái phần này tôi không rành rồi anh ạ, mong anh thông cảm cho, tôi không có chuyên gì bên những cái con quà lưới cho lắm. Tôi cũng biết nha, nhưng mà tôi không có chuyên sâu đó, nên tôi chia sẻ có nhiều cái thứ mà sai sót á, mà anh em làm theo tôi thì tôi sợ nó không hay. Đó, nó không hay, nó sợ điện đài mà nó hay chập cháy lắm. Nên cái này thì anh hãy tìm hiểu đi, anh tìm hiểu, anh lên các trang kênh YouTube này, anh search cái từ tìm kiếm như là cái thông tin anh muốn cần tìm những cái quà lưới đó. Đó, thì có những anh ta chuyên gì bên này nè, người ta sẽ hướng dẫn anh rõ ràng cụ thể hơn ha. Ha, hoặc là có những anh em nào đang sử dụng những cái hệ quả lưới này thì anh em cũng có thể là chia sẻ với anh ha. Còn riêng tôi thì thật sự ra những cái hệ quả lưới bấm tải và không bấm tải xưa nay tôi cũng biết chút chút, nhưng mà tôi không có tìm hiểu thật sự ra luôn, không bao giờ được tìm hiểu tới cái hệ quả lưới bấm tải và không bấm tải, nên tôi không có rành cho lắm, thì mong anh thông cảm cho nhé. Đó, rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh thì mong anh thông cảm, rồi xin cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một anh, đây cũng là câu hỏi cuối cùng trong cái video này. Kit của em 1000W hàng ngày vào buổi tối, sử dụng 200W, hiện tại áp của kit được có 188V anh ạ, à, không hiểu sao cái sure 1000W, mong anh giải đáp. Cái vấn đề mà tụt áp đầu ra như thế này á, thật sự ra mà nói ha, tôi không rõ cho lắm, tôi không rành cho lắm, nhưng mà tôi có một cái cách để chỉ anh đâu, anh thử tháo ra và chỉnh cái áp đầu ra thử xem nha, nhưng mà tôi không rõ lắm. Thì đây là cái con kit 1000W của tôi, anh giống con này không? Đó, tại vì nói kit đó, thì nó là đa phần là pin pin điện tử nhiều anh ạ. Đó, nên tôi không có đi sâu vào bên cái lĩnh vực mà điện tử hay là bo mạch những cái linh kiện điện tử, tôi cũng biết chút chút thôi, chứ nó mà chuyên sâu thì tôi không rành cho lắm ha. Nhưng mà có lần tôi tháo cái con kit này ra, tôi vặn cái ngay chỗ cái con ốc chỉnh áp á, thì tất cả anh em thợ điện sửa dụng bên kit thì anh em nói ngay cái điểm đó, cái con ốc đó là cái con ốc chỉnh áp đầu ra bên 220V đó. Thì sẵn những cái thông tin đó thì tôi mới nắm được. Thì bây giờ sẵn cái câu hỏi của anh thì tôi xin chia sẻ với anh để anh kiểm tra. Đây là cái con ốc này nè, đây cái con ốc vàng vàng ở đây nè, nó kế bên đây cái bên cái biến áp xiến cái gì nè, đó cái biến áp vàng vàng đây nè ha, đây nè con kích dài phải không, đây nè, đây cái đầu ra ở đây nè, đây nè, nó có cái con ốc bằng mũ vàng vàng ở đây nè ha, đây là chỉnh lên chỉnh xuống đó, thì anh cũng có thể là chỉnh lên anh chỉnh xuống ha. Đó, thì nó có thể là cái điều chỉnh cái áp đầu ra bên 220V ha. Đó, thì ở đây nó có duy nhất
ha, tôi chỉ thấy tôi soi trong cái con kit này kỹ lưỡng lắm rồi. Nó có duy nhất đây là một cái có cái con ốc và mũ thôi. Đúng bạn này ha. Đó thì nó bạn thì anh ký dặn lên dặn xuống. Đó thì tôi cũng hồi trước mấy năm trước tôi cũng có xem các video của các anh thợ sửa điện thì người ta cũng hướng dẫn là những cái con ốc này chỉnh cái điện áp đầu ra. Đó, nhưng mà tại vì những cái con kit đó bây giờ những cái con kit điện tử, cái con kit điện tử này cái những cái linh kiện nó toàn là mạch dán không à, điện tử không à. Đó, nên tôi không rành những cái bo mạch điện tử lắm, tôi cũng rành sơ sơ thôi chứ không 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 có chuyên sâu cho lắm. Đó. Đó thì anh hãy chỉnh đây. À nếu bạn kích anh giống này thì anh nêu cái thông tin của anh ra. Đó, thì đây nè, cái anh nêu cái thông tin của anh ra thì nó giống là cái giống giống như thế này thì mỗi con kit là tôi thấy là nó có con ốc này nè. Ha. Đó, cho anh xem lại kỹ lần nữa nè, cái bo mạch cũng như thế này. Các cái bo mạch nó nè. Ha. Ở trong đây nó duy nhất một ông à, anh lấy cái rung rít ra, nó ba ke nè nó. Đó. Đây nè, cái con vít này nè anh, đây nè. Đó, anh có thể dặn dặn được nè, đây nè. Nè, đây nè tôi dặn nè. Đó, dặn lên dặn xuống là được ha. Đó thì anh tăng chỉnh cái này. Đó thì anh có cái đồng hồ đo áp đầu ra không? Thì cái con kit anh vẫn cấp nguồn này, anh chỉ tháo bốn cái con ốc ở trên thôi thì anh dỡ cái nắp nó ra thôi à. Chứ nó không có ảnh hưởng gì hết, nó không có đừng có đụng chạm các bo mạch gì đó. Thì nó có cái nắp đậy nè, tháo bố hai con ốc hai đầu trên này ha và hai ốc hai đầu dưới thì lấy cái nắp đó ra, cái con kích vẫn hoạt động bình thường ha, nó không có sợ bị chập đi, anh đừng có đụng tới bo mạch ra được rồi. Đó thì anh tháo ra vậy, ví dụ anh tháo ra vậy ban đêm có tại á thì nó bị tụt áp thì anh có thể là lấy cái cây trung vít đó, anh đừng có va chạm bất cứ chỗ nào, cái tập trung một điểm nào mình cần chỉnh đến thì mình đưa cái cây trung vít vào đúng ngay cái điểm đó, ví dụ con vít này thì mình cứ để ngay con vít này thôi, đừng có chạm đến tất cả cái đó, kích nó đang hoạt động đó. Thì anh nếu mà anh có cái đồng hồ đo áp để anh hoài thì anh có thể là anh chỉnh lên chỉnh xuống à, vậy là mai mốt anh có cái ý rồi, anh đã biết rồi, mai mốt lỡ tụt hay áp tăng cao anh hạ xuống áp quá thấp có thể là anh chỉnh lên đó, không cần phải đem tới thợ sửa hay là này kia, nó phiền phức tốn thời gian lại tốn tiền thì không sợ ha, mà tốn thời gian của mình á, mỗi lần gửi kích đi mà nhận kích về mất khá nhiều, 5-10 bữa nửa tháng đó là như vậy. Nhưng mà có một cái là nó bị mắc áp là mình chỉ dặn lên dặn xuống cái con vít đó đó, theo tôi được biết á, tôi được biết muốn chính xác luôn kìa, chính xác là cái con ốc đó là chỉnh áp đầu ra nha. Đó rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh tham khảo ha. Rồi xin cảm ơn anh rất nhiều nha. Rồi cái video của tôi đến đây cũng xin tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn anh em đã dành thời gian ra xem video của kênh Đam Mê Năng Lượng. Anh em xem video thấy hữu ích thì đừng quên cho cái like nha. Đó, còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh. Tiếp tục đồng hành cùng kênh Đam Mê Năng Lượng nha. Tôi có cái gì thì tôi hay chia sẻ anh em, hay tôi làm cái gì liên quan gì bên năng lượng, hay làm này làm kia. Tôi mua những tất cả cái món gì mà có liên quan bên năng lượng á, đều tôi làm những cái video chia sẻ cho anh em đó, mà anh em nào cần ví dụ như những cái sản phẩm nào tôi mua về tôi sử dụng rồi tôi cũng lục lọi ghê lắm nha, chịu cực lắm hả, chịu cực lục lọi lắm mà tốn tiền thôi, mua này mua gì kia về sử dụng thấy được. Và anh em cần ví dụ như anh em muốn xin cái đường link sản phẩm đó, anh em tìm ra muốn xin cái đường link thì anh em phải để cái đường link sản phẩm lại nêu những cái đầy đủ thông tin thì tôi mới tìm cái sản phẩm đó ha, tôi tìm sản phẩm tại vì tôi cũng có một chút kinh nghiệm, tôi không có nói phét, có một chút kinh nghiệm mua những cái sản phẩm cũng nó an tâm đó, thì tôi cũng có thể là chia sẻ những cái đường link cho anh em nếu anh em tìm không ra đó. Anh em cần cái tôi ít có khi nào tôi để những cái đường link sẵn trên cái video của tôi ha, tại vì tôi không có giới thiệu sản phẩm cho ai hết á, khi nào anh em cần thì nói tôi thì tôi mới tìm sản phẩm tôi cho đường link, còn nếu không thì thôi tôi không có để sẵn những cái đường link trong cái video. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại em trong những video tiếp theo nhé.